thực hiện đấu tranh chuyên án QT524 với đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Quảng Trị. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã bắt vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Khuy 23 tháng 7 tại sân nhà nghỉ Dung Tài, km 80 quốc lộ 9, thuộc khóm Tây 9, thị trấn Lao Bảo, huyện Hương Hóa, Quảng Trị. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chủ trì phối hợp với các đơn vị bắt quả tang đối tượng Nguyễn Yến Nhi, 19 tuổi, quê ở Hải Dương, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ tại hiện trường 15 kg ma túy dạng đá và 2 kg nước vui. Truy xét nóng, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ tại phòng ngủ của đối tượng Nhi đã thuê nghỉ trước đó, có cất giấu 40 bánh heroin và 9 gói chất bột nước vui. Qua khai thác nhanh, đối tượng Nhi khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ Lào về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Quảng Trị để đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tiếp tục điều tra làm rõ.